xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh holic audio trong video này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả tây từ tự hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé Chương 13 Chương 13, chọn đá Dù đã có sái bát mở bàn tay vàng, nhưng Chu Gia Ngư ngồi chờ kết quả mà cảm giác tim mình đang treo lơ lửng. Thẩm nhất cùng hiển nhiên không hề tin tưởng Chu Gia Ngư. Cậu ta đành an ủi rằng mấy lời lúc trước chỉ là đùa thôi, dù có thua thật thì tiên sinh cũng không làm gì Chu Gia Ngư cả. Chu Gia Ngư nghe vậy bèn hỏi, trước kia, tiên sinh đã từng tham gia cuộc thi này à? thẩm nhất cùng đáp đúng vậy chu gia ngư thế kết quả thẩm nhất cùng tự hào nói đương nhiên tiên sinh được hạng nhất rồi không riêng gì tiên sinh các sư huynh của tôi cũng chưa bao giờ rớt xuống hạng nhì chu gia ngư thậm chí không cười nổi cậu thở dài một tiếng rồi im lặng thẩm nhất cùng cũng hiểu được tâm trạng của cậu lại vỗ vai an ủi ở đây có hơn 300 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 20 người được lọt vào vòng bán kết. Mà 300 thí sinh này đã được sàng lọc rồi đấy, chẳng qua Lâm Trục Thủy có thân phân đặc biệt nên Chu Gia Ngư mới được miễn. Đương nhiên, Chu Gia Ngư không biết chuyện này, hiện tại toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào tảng đá kia. Tảng đá nặng mấy tấn từ từ được đẩy ra khỏi sảnh. Có lẽ do kích cỡ của nó quá lớn nên không thể đi bằng con đường nhỏ bên hông nhà thi đấu người ta đành đẩy nó xuyên qua khu nghỉ ngơi đến chỗ cắt đá. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ khu nghỉ đều cười ầm lên. Chu Gia Ngư còn chưa kịp hiểu bọn họ đang cười cái gì, thẩm nhất cùng ngồi cạnh cậu đã lên tiếng, há há há. Sao lại có đứa ngu tới nỗi đi chọn cục đá đó nhỉ? Chu Gia Ngư Thẩm nhất cùng, 8 năm trước tôi đã nhìn thấy tảng đá này một lần rồi. Không ngờ 8 năm sau vẫn gặp lại nó. Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất cùng thấy thái độ của Chu Gia Ngư là lạ, cậu ta bèn hỏi, anh sao vậy? Mặt như ăn SST thế kia. Chu Gia Ngư không hé răng, nhìn Thẩm Nhất cùng bằng một ánh mắt vô cùng u oán. Thẩm Nhất cùng vừa định hỏi tiếp, nhưng nụ cười trên môi chợt cứng ngắc, lắp bắp nói, "Khoan. Khoan đã Chu Gia Ngư, sao bằng số của anh lại nằm trên tảng đá đó vậy?" Chu Gia Ngư, đoán xem thẩm nhất cùng hai người nhất thời chìm trong sự im lặng gượng gạo thẩm nhất cùng chẳng nói chẳng rằng lấy một điếu thuốc đưa cho chu gia ngư chu gia ngư ngồi trên ghế dài rít mạnh một hơi thật sự không có hy vọng nào sao thẩm nhất cùng hút thuốc đi chu gia ngư liền hỏi sái bát trong đầu thật sự không có hy vọng nào sao sái bát tức giận quát tôi chỉ có thể mở bàn tay vàng cho anh thôi anh tự chọn tảng đá đó mà Chu Gia Ngư, chẳng lẽ tao hoa mắt? Chọn nhầm. Sái bát. Lần này hai người một chim đều đồng loạt câm nín. Sái bát tội nghiệp không có thuốc để hút nên đành trợn to đôi mắt hạt đậu. Chu Gia Ngư thậm chí có thể cảm giác được sự đau thương của nó. Tảng đá khổng lồ từ từ được đẩy vào chỗ cắt đá giữa tiếng cười nhạo của mọi người. Tuy cuộc thi này có 300 thí sinh, nhưng nếu cắt hết 300 tảng đá chắc phải mất tới mười mấy ngày. Trên thực tế, họ gần như có thể xác định những thí sinh trúng tuyển ngay trong ngày đầu tiên, vì mỗi giám khảo sẽ lựa chọn 5 tảng đá trong số đó. Có thể làm giám khảo của cuộc thi này, thực lực đương nhiên không phải hạng soàng. Bốn người trong ban giám khảo sẽ chọn ra 20 tảng đá tốt nhất. Quá trình lựa chọn đá cũng là cách để giám khảo thể hiện bản thân, nếu không giỏi hơn thí sinh thì lấy tư cách gì mà nhận xét người khác những tảng đá còn lại vài ngày sau cũng sẽ được cắt ra cơ mà qua mấy cuộc thi lần trước những tảng đá đá được giám khảo chọn là đá có chất lượng cao nhất ít khi xuất hiện ngoại lệ màn hình lớn trước mặt các thí sinh lại sáng lên chiếu cảnh bốn người ở bãi đá đó chính là ban giám khảo gồm ba nam một nữ trong đó có lâm trục thủy lâm trục thủy nhắm mắt không cầm gậy nhưng vẫn đi lại bình thường giữa bãi đá hỗn loạn hắn nhanh chóng chọn ra ba khối đá, tốc độ của hắn so ra nhanh hơn những vị giám khảo khác nhiều, mới qua 5 phút mà đã chuẩn bị chọn tảng đá cuối cùng. Ba vị giám khảo kia trái lại có vẻ vô cùng cẩn thận, vút ve mấy lần rồi mới chọn. Những hình ảnh này đang phát trực tiếp, lỡ họ thất bại trước mặt bao nhiêu thí sinh thì nhục nhã lắm. Lâm tiên sinh quả là lợi hại. Chu Gia Ngư nghe loáng thoáng tiếng người ngồi bên cạnh nói chuyện, ba chữ Lâm Tiên Sinh, khiến cậu phải chú ý. Đúng vậy, tớ hâm mộ Lâm Tiên Sinh nhất đó. Giọng của một thí sinh nữ vang lên. Ồ, tại sao cậu lại hâm mộ ngài ấy? Một người khác hỏi. Tại vì ngài ấy đẹp trai nhất. Cô bé kia nói đến là hợp tình hợp lý. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chu Gia Ngư nghe mà buồn cười, nhưng không thể phủ nhận rằng tướng mạo của Lâm Trục Thủy thật sự không phải dạng vừa. Nói đâu xa, chỉ cần đôi mắt phượng nhắm nghiền kia khẽ nhếch là có thể dùng chữ phong tình vô hạn để hình dung. Nước da trắng mịn, ngũ quan tuyệt đẹp nhưng không ẻo lả, dù nhìn gần hay xa thì cũng là một mỹ nhân ngọc ngà người người cảm thán. Đương nhiên, Chu Gia Ngư chỉ dám nghĩ thầm những câu này trong lòng thôi, không thì cỏ trên mộ cậu đã cao 5 mét rồi. Khi cậu còn đang thất thần, chợt nghe thầm nhất cùng hét lên thảm thiết, trời má các thí sinh đứng cạnh cũng hít sâu một hơi. Chu Gia Ngư hỏi, sao thế? Thẩm Nhất cùng tức giận nói, anh nhìn màn hình đi. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, đã thấy Lâm Trục Thủy đứng cạnh tảng đá khổng lồ mà cậu chọn. Bấy giờ, ngón tay thuôn thuôn trắng nõn của hắn đang chậm rãi vuốt ve bên ngoài tảng đá. Thẩm Nhất cùng, tiên, tiên sinh sẽ không chọn tảng đá ấy thật chứ? thật ra chu gia ngư không tin mấy chuyện phong thủy này lắm tuy sái bát nói đã mở bàn tay vàng cho cậu nhưng nhìn phản ứng của mấy người xung quanh tảng đá kia chẳng giống bảo bối chút nào đừng mà thẩm nhất cùng hiển nhiên đã hốt hoảng cực độ niềm tin với lâm trục thủy và kiến thức cơ bản bắt đầu choàng nhau bôm bốp vân xanh của tảng đá kia quá tệ nếu không tại sao qua ngần ấy năm trời mà chẳng ai thèm chọn nó lẽ nào tiên sinh cũng nhìn nhầm Chu Gia Ngư chẳng dám ho he tiếng nào, tha thiết mong trời nhìn chằm chằm màn hình. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, ngón tay Lâm Trục Thủy khẽ gõ gõ lên tảng đá to, thản nhiên nói, khối này. Phản ứng của nhân viên đứng cạnh cũng không khác mấy với các thí sinh đứng ngoài, không thể tin được hỏi, Lâm Tiên Sinh, Ngài. Ngài chắc chứ? Lâm Trục Thủy đáp, ừm. Um. Nhân viên hé miệng, hình như định nói gì, nhưng nhớ tới thân phận của Lâm Trục Thủy nên đành nút xuống, bắt đầu phân công chuyển tảng đá đi chuẩn bị cắt. Lâm Trục Thủy, cậu bị làm sao đấy? Ai đời lại chọn cục đá tệ như vậy? Một giám khảo khác đứng gần Lâm Trục Thủy lên tiếng. Vẻ ngoài ông ta khác hoàn toàn với Lâm Trục Thủy. Ông ta có thân hình cường tráng, mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng đơn giản, trông không giống thầy phong thủy mà giống đám tay chân giang hồ thời cổ đại hơn. Từ giám theo anh thì tảng đá kia thế nào? Lâm Trục Thủy vẫn có vẻ bình chân như vậy. Vừa nhìn đã biết bên trong toàn đồ bỏ rồi. Từ dám nghe vậy thì cười phá lên, tôi đã có bao năm kinh nghiệm, chả lẽ còn sai được sao? Lúc sờ vào tảng đá này là tôi hiểu ngay. Lớp vỏ ngoài mỏng nhưng vân xanh không đủ độ trong, dù có ngọc thì cùng lắm chỉ là băng chủng mà thôi. Băng chủng, loại ngọc phỉ thúy trong suốt Bề mặt hơi mờ nên có cảm giác như băng đá, có thể có chút tạp chất. Lâm Trục Thủy thản nhiên nói, anh nghĩ thế à? Nhưng tôi thấy chưa chắc đâu. Từ dám quan sát tảng đá kia thêm một lát, lắc đầu, tôi khuyên cậu suy nghĩ cho kỹ. Tôi nhìn tới nhìn lui cục đá này, chỉ nghĩ ra được một lý do khiến cậu chọn nó. Lâm Trục Thủy khẽ nhíu mày, Từ Dám cười to, lý do chính là đồ đệ của cậu cũng nhìn lầm. Cậu sợ nó mất mặt nên muốn chống lưng cho nó chứ gì? Ha ha ha. Lâm Trục Thủy nghe tiếng cười của ông ta nhưng cũng không tức giận, quay sang nói với nhân viên, "Tảng đá kia để cuối cùng hãy cắt." Nhân viên nghe vậy thì ngây ra, sau đó lập tức gật đầu đồng ý. "Từ dám, sao hả? Sợ rồi chứ gì? Nếu sợ thì mau chọn tảng đá khác đi, chúng ta là chỗ quen biết bao năm, tôi sẽ không nói gì cậu đâu." Lâm Trục Thủy cười lạnh, biết tại sao tôi muốn cắt nó cuối cùng không? Từ Dám, tại sao? Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp, thứ tốt nhất đương nhiên phải để dành cuối cùng. Nói đoạn, hắn quay lưng bỏ đi, mặc kệ Từ Dám đứng chết chân tại chỗ, mặt lúc trắng lúc xanh. Mẹ kiếp, lần nào cũng vậy, nhưng lần này tôi không tin cậu lại chọn đúng. Từ Dám chửi nhỏ. Anh với Trục Thủy lại âm ý chuyện gì đấy? vị nữ giám khảo duy nhất trong ban nghe thấy hai người cãi nhau thở dài không nói chuyện đàng hoàng được à hừ trần hiểu như cô đừng khuyên tôi lo mà khuyên cậu ta ấy từ dám nói xong cũng bỏ đi trần hiểu như lại thở dài mặc kệ bọn họ cô còn phải chọn thêm hai tảng đá nữa mới xong sau một tiếng người ta đẩy hai mươi tảng đá được chọn đến chỗ cắt riêng đống đá to to nhỏ nhỏ khác nhau mà con hàng bự của Chu Gia Ngư bày ở giữa nên nhìn rất ư nổi bật. Đám người bên cạnh liếu ra liếu díu, phần lớn đều đang rùa xả tảng đá kia, có kẻ còn hoài nghi lần này Lâm Trục Thủy sẽ thất thủ. Tuy họ không biết Chu Gia Ngư nhưng lại biết thầm nhất cùng, hiếm nỗi cả hai bây giờ mặt đều hầm hầm như đâm lê, không có ma nào dám tới bắt chuyện. Chu Gia Ngư, Thẩm nhất cùng nói, xem kìa, tiên sinh thương anh biết chừng nào thẩm nhất cùng cũng tưởng là lâm trục thủy đang chống lưng cho chu gia ngư chu gia ngư đáp ừ tôi cảm động quá thẩm nhất cùng cho nên chu gia ngư hà thẩm nhất cùng gửi linh bình gốm anh chọn cho tôi đi chương 14 bốn chương 14, cắt đá đương lúc nói chuyện với chu gia ngư thẩm nhất cùng thấy trên màn hình có bảy Tám sư phụ cắt đá nối đuôi nhau tiến vào nhà thi đấu. Cậu chàng giới thiệu đó là những người lành nghề nhất trong lĩnh vực khai thác ngọc, chỉ cần nhìn hình dáng tảng đá là biết ngay tảng đá nào có khả năng chứa phỉ thúy. Họ sẽ cân nhắc các phương pháp lấy ngọc, ví dụ như nên cắt hay nên mài. Dù sao mấy thứ như phỉ thúy phải hoàn chỉnh mới được, nếu bất cần cắt phỉ thúy làm đôi, giá trị của nó sẽ tụt giảm rất nhiều. Qua tiếng máy móc gầm rú, lớp ngoài của tảng đá dần dần rơi rụng, lộ ra phỉ thúy tuyệt đẹp bên trong. Ống kính zoom lại gần, quay tận 7, 8 góc độ khác nhau để mọi người có thể nhìn rõ cảnh khai thác ngọc. Trong đó có một tảng đá nổi bật nhất. Nhìn nó rất kỳ lạ, bên ngoài cũng không có dấu hiệu gì, nhưng sau khi sư phụ mài hết lớp vỏ bên ngoài, nó từ từ để lộ màu xanh tinh khiết trong veo. Sư phụ đưa đèn pin chiếu vào tảng đá, tia sáng dọi thẳng vào bên trong dù Chu Gia Ngư là người ngoài nghề cũng biết khối đá này không tầm thường chút nào. Không ngờ lại là pha lê trùng. Thẩm nhất cùng cũng có chút hiểu biết về lĩnh vực này, khối lượng ngọc có vẻ lớn, độ trong cũng không tệ. Cậu ta cau mày, nếu tôi đoán không sai, người chọn tảng đá này hẳn sẽ được hạng nhất. Pha lê trùng, glass type of Z, chỉ loại phỉ thúy thượng đẳng. Chất ngọc nhãn nhụi, trong suốt như pha lê nên người ta gọi là pha lê trùng. Trong giới đổ thạch thì tỷ lệ ra pha lê trùng có thể nói là chưa tới một trên một vạn, giá trị đương nhiên không nhỏ. Chu gia ngư yên lặng lắng nghe, chẳng dám ho he tiếng nào. Toàn bộ số đá được cắt đầu tiên đều chứa ngọc, có lớn có nhỏ nhưng chỉ duy nhất một tảng đá có pha lê trùng, phần còn lại đa số là băng trùng. Trong đó có 3 tảng đá mà lâm trục thủy chọn, tất cả đều là cao băng trùng, được xem là cực phẩm trong băng trùng. Trên thực tế, sự khác biệt giữa cao băng trùng và pha lê trùng khá nhỏ, những chút tì vết ấy lại khiến chất lượng phỉ thúy giảm xuống một bậc. Ông chú giám khảo to con mặc áo khoác trắng tên từ giám cười to. Chu Gia Ngư không hiểu tại sao ông ta lại vui vẻ như vậy, thẩm nhất cùng đứng cạnh bèn giải thích, người chọn được pha lê trùng là đồ đệ của ông ta. Chu Gia Ngư, hèn gì? Đúng vậy, người ta nói văn không có hạng nhất, võ không có thứ nhì. Tuy rằng nghề của chúng ta cũng liên quan phần nào, nhưng rất coi trọng thứ hạng. Thẩm nhất cùng than thở, từ khi tiên sinh vào nghề, ngài ấy lúc nào cũng trên cơ từ giám. Năm nay nếu từ giám thắng, ông ta sẽ hắt mặt lên trời cho mà xem. Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, hiện giờ cậu chỉ có thể gửi gắm niềm tin ở sái bát. Cậu chỉ là một thí sinh gà mờ, kết quả thi thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý trời không ngờ cậu lại là đệ tử của Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ mông lung thì có ai đó vỗ vai cậu. Phản ứng đầu tiên của cậu là giọng nói này nghe quen quen, cậu quay đầu, trông thấy gương mặt người nọ. Là anh, đó chính là cái tên đã quấy rối cậu ban nãy, không ngờ anh ta vẫn dám vác mặt đến chào hỏi. Chu Gia Ngư cảnh giác nhìn anh ta, anh tới đây làm gì? Không chờ anh ta trả lời, thẩm nhất cùng đã co mày, từ nhập vọng, anh tới đây làm gì? Tôi tới đây để bỏ đá xuống giếng đó. Từ Nhập vọng không biết xấu hổ đáp. Chu Gia Ngư cũng phải hãi hùng trước sự mặt dày của anh ta. Thẩm Nhất cùng nghiến răng nghiến lợi, "Mau cút đi. Đá vẫn chưa cắt xong thì bỏ cái con khỉ." Từ Nhập vọng cười như không cười, "Tôi là người đã chọn tảng đá có pha lê trùng đấy. Sao hả? Giờ tôi có quyền bỏ đá xuống giếng chưa?" Thẩm Nhất cùng cười lạnh đẩy Chu Gia Ngư vô tội đứng bên cạnh ra, anh ấy lợi hại hơn anh nhiều. Chu Gia Ngư, cùng cùng à, ban nãy cậu đâu có nói vậy. Từ nhập vọng cười to, cậu ta, tuy nhìn dễ thương thật đấy, nhưng dám bảo cậu ta lợi hại hơn tôi. Nụ cười của từ nhập vọng rất lạnh lùng, không sợ lát nữa tự vả à. Rõ ràng anh ta đang muốn chọc giận thẩm nhất cùng, thấy thẩm nhất cùng định đáp trả, Chu Gia Ngư vội kéo cậu ta lại, nhất cùng bình tĩnh chút đi cậu còn phải chọn bình đựng cho với tôi mà thẩm nhất cùng thẩm nhất cùng thế mà bình tĩnh lại thật không biết có phải do nghe thấy hai chữ bình cho không cậu chàng trừng mắt nhìn từ nhập vọng sau đó kéo chu ra ngư bỏ đi từ nhập vọng nhìn theo bóng lưng hai người vẻ mặt như có điều suy nghĩ số đá đầu tiên đã cắt xong người ta lại đẩy số đá tiếp theo vào đúng như thẩm nhất cùng nói ban nãy, phỉ thúy pha lê trùng tỷ lệ chưa chắc được một trên một vạn. Mười mấy tảng đá sau không sánh nổi với nó. Hình như thẩm nhất cùng đã bỏ cuộc, dẫn chu gia ngư ra rìa sân hút thuốc, cậu ta nói, ầy, sắp tới anh rồi. Chu gia ngư gật gù, bọn họ ngẩng đầu nhìn màn hình, duy nhất khối đá khổng lồ của chu gia ngư hãy còn nằm đó. Tảng đá quá lớn, sư phụ cắt đá cũng hơi băn khoăn nhưng Lâm Trục Thủy lại đưa tay, chỉ cho sư phụ, cắt một đường từ chỗ này xuống. Nếu là ai khác, chắc chắn sư phụ sẽ bảo người ngoài nghề thì đừng lên tiếng. Cơ mà Lâm Trục Thủy khá nổi danh trong giới khai thác ngọc, vì thế sư phụ gật gật đầu, điều khiển máy cắt, cắt nhát đầu tiên xuống khối đá của Chu Gia Ngư. Dè dè dè. Tiếng kim loại liên tục va chạm vào mặt đá nghe vô cùng chói tai. Tuy tảng đá này trông rất tầm thường, nhưng dù sao đó cũng là đệ tử của Lâm Trục Thủy nên mọi người vẫn thấy hồi hộp. Sau khi lưỡi dao cắt xuyên qua đáy tảng đá, để lộ mặt cắt bên trong, mọi người nhất thời ồ lên. Bên trong tảng đá trắng xóa, chẳng hề có dấu hiệu của phỉ thúy. Rồi xong, chống ngực chu ra ngư đập thình thịch. Mặt thầm nhất cùng cũng tái nhợt, cậu thở dài thườn thượt. Từ dám cười ha hả, nói lâm trục thủy không ngờ đồ đệ của cậu thật tinh mắt chọn được một tảng đá như thế những giám khảo khác cũng tỏ vẻ tiếc nuối hiển nhiên họ nghĩ lần này lâm trục thủy đã thất bại thật rồi nào ngờ lâm trục thủy vẫn thản nhiên như thường lạnh nhạt nói cắt tiếp từ chỗ này sư phụ không nói gì xoay cục đá sang hướng khác bắt đầu cắt từ giám cho rằng lâm trục thủy chưa chịu thua bèn lên tiếng chế nhạo thua một lần thì có làm sao? Mẹ nó, cậu thắng tôi 10 năm dòng, giờ còn không cho đồ đệ của tôi gỡ gà à? Kết quả ông ta vừa nói xong, sư phụ bỗng dưng hô to, thấy ngọc rồi. Biểu cảm từ dám cứng đờ, cắn răng nói, nhìn chất lượng tảng đá đó, dù có ngọc thì cũng chỉ là thứ ngọc phế phẩm mà thôi, sợ con khỉ. Ngoài miệng nói thế nhưng ông ta vẫn nhìn chằm chằm tảng đá đang nằm trên máy cắt âm thanh chói tay ban nãy một lần nữa vang lên. Khi lưỡi dao từ từ cắt xuống, những người đứng xem bên ngoài lại được dịp xôn xao. Nhưng lần này không phải vì lâm trục thủy thất thủ, mà là chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. Bên phải lưỡi dao xuất hiện một mảnh xanh biếc lấp lánh rực rỡ, trong suốt một màu, cảm giác như một hồ nước dợn sóng bị chôn vùi trong tảng đá xấu xí, nay đang chuẩn bị tuôn trào. Pha lê trùng, sư phụ đổ đầy mồ hôi lạnh, ông nhanh chóng tắt máy, cầm dụng cụ kiểm tra kỹ càng, sau đó kinh ngạc thốt lên, màu xanh đế vương. Phỉ thúy màu xanh đế vương. Từ giám đơ người, tức giận nói, ngừng gì mà ngừng, cắt tiếp đi chứ. Lỡ chỉ có một lớp ngọc mỏng thôi thì sao? Nhưng bản thân ông ta cũng không tin, nhìn sắc xanh trong veo đó, tất nhiên độ dày không tệ. Tuy bị thúc giục nhưng sư phụ cũng không dám vội vàng, nếu ông sơ sải cắt nhầm vào ngọc thì dù có bán thân cũng chẳng đền nổi. Cắt từ đây, Lâm Trục Thủy nói. Nghe Lâm Trục Thủy chỉ điểm, sư phụ lúc này mới tiếp tục hạ dao xuống. Mọi người nín thở, chứng kiến nguyên một khối phỉ thúy tuyệt đẹp dần xuất hiện. Thấy từ giám có vẻ khó chịu, Lâm Trục Thủy bình thản nói, đúng đấy, không ngờ đồ đệ của tôi tinh mắt như thế, chọn được tảng đá này hắn trả lại nguyên văn câu nói ban nãy cho ông ta từ dám quay lưng không đáp phất tay bỏ đi trời đất thánh thần ơi pha lê chủng màu xanh đế vương thẩm nhất cùng đứng ngoài nhìn màn hình kích động đến mức không cầm nổi điếu thuốc cậu ta gào thét chu gia ngư mẹ nó anh đúng là thiên tài chu gia ngư lại không cảm thấy thế cậu chỉ lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán rốt cuộc có thể chào tạm biệt bình gốm rồi làm sao anh biết làm sao anh biết thẩm nhất cùng nói tám năm trước sư huynh của tôi thi xong có dẫn tôi vào bãi đá xem lúc thấy tảng đá này tôi với anh ấy còn đùa rằng đứa nào ngu lắm mới bỏ tiền ra mua nó đá ở đây bán theo khối lượng tên ngu nào lại đi mua một tảng đá vừa có dấu hiệu xấu lại nặng cả mấy tấn như thế hóa ra tôi mới là đứa ngu thẩm nhất cùng cười to Chu Gia Ngư không có khái niệm về giá cả của phỉ thúy, hỏi, ngọc màu xanh đế vương bán được bao nhiêu? Thẩm nhất cùng nói, một gram cũng phải cỡ một vạn đó. Chu Gia Ngư vẫn không hiểu. Thẩm nhất cùng, khối ngọc này chắc được hơn 5 ký. Chu Gia Ngư, cho nên. Thẩm nhất cùng, cho nên bây giờ anh là triệu phú rồi. Chu Gia Ngư đột nhiên nhảy cẫng lên, đậu xanh, có thật không? thẩm nhất cùng quẹt mũi, không, toàn bộ số ngọc khai thác được sẽ đem đi bán đấu giá để làm từ thiện. Chu Gia Ngư tuổi thân ngồi sụp xuống, nghĩ thầm biết thế thà đừng hỏi còn hơn. Phản ứng của mọi người xung quanh cũng dữ dội ngang ngửa thẩm nhất cùng. Từ nhập vọng ban nãy còn chế nhạo cậu ta thì nhục nhã lắm, anh chàng đang định lẩn đi, lại bị thẩm nhất cùng đứng phía sau chụp được, đi đâu vậy, vọng vọng. Từ nhập vọng, vọng vọng cái quần què, nghe có khác gì gọi chó không? Thẩm nhất cùng, chọc ghẹo ra ngư nhà tôi mà muốn trốn à? Tạ tội đi chớ. Từ nhập vọng nghiến răng ken két, thẩm nhất cùng, cậu đừng quá đắc ý, đây chỉ là vòng sơ tuyển thôi. Thẩm nhất cùng đáp, vòng sơ tuyển thôi mà anh cũng không thắng được. Nhìn không ra thì ông không phải họ từ. Từ nhập vọng nói xong cũng bỏ đi, rõ ràng là tức đến ói máu. Chu Gia Ngư, sao tự dưng lại lôi cả tôi vào? Thẩm Nhất Cùng còn đang nói, Gia Ngư, anh phải cố lên nha. Chu Gia Ngư, còn bà nó liên quan gì đến tôi? Thẩm Nhất Cùng, cậu học ba cái trò chọc ngoái này nhanh quá nhỉ? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn